Tình trạng hết xăng dầu tại Hà Nội đã nở rộ gần đây. Đại lý treo biển hết xăng còn dầu, thậm chí dù không treo biển nhưng khi khách vào đổ xăng, nhân viên hướng dẫn rời đi vì hết xăng. Nhiều người phải đi qua mấy quận mới đổ được xăng dầu chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Sự việc này cũng diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 10, nhiều cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh tạm thời nghỉ bán hoặc chỉ bán nhỏ giọt. Tình trạng hết xăng còn dầu, bán giới hạn 30.000 đồng một xe máy vẫn tái diễn ở một số cây xăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, theo nhiều người dân cho biết, hai ngày 30 và 31 tháng 10, nhiều cây xăng tại Hà Nội xuất hiện tình trạng hết xăng dầu, gây khó khăn cho người dân trong ngày làm việc mới đầu tuần. Cảnh hết xăng còn dầu tại một số cửa hàng thuộc nhóm doanh nghiệp tư nhân tái diễn vào dịp cuối tuần, khiến nhiều người muốn đổ xăng dầu chuẩn bị cho ngày làm việc mới rất khó khăn, phải đi xa hơn so với dự định. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng cây xăng hết hàng chủ yếu diễn ra tại thành phố Thủ Đức, do quốc lộ 1A, quốc lộ 13, quận Bình Thạnh. Trong khi đó, các cây ở trung tâm quận 1, quận 4 hoạt động bình thường, không có cảnh chen lấn hay xếp hàng. Lý giải về thực trạng này, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số doanh nghiệp đầu mối thương nhân cung cấp xăng dầu chưa đảm bảo cung cấp đủ số lượng. Trước thực tế hiện nay, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại cuộc họp về thị trường xăng dầu do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì chiều 29 tháng 10, lãnh đạo chính phủ yêu cầu các bộ ngành ra soát tính toán để có phương pháp trước mắt lâu dài tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung thị trường